Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quốc Thành Napka. Và vừa rồi các bạn vừa xem một trận đánh rất hay đúng không các bạn? Đó là trận đánh cuối cùng của ải 44.32, là team Scarlet đánh lại với cái team Oscar các bạn. Rồi, và bây giờ chúng ta cùng đi qua 5 team để chúng ta vượt ải 44.32 nha các bạn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái ải đầu tiên, đó chúng ta sẽ dùng team Reizu, Anna, Motas, Desra với lại con Oden, với lượng đam chủ yếu đến từ vị trí của Oden với lại Reizu các bạn. Phía bên kia chuyến tiến thì chúng ta có con Mezos là cái combo chính. Và đây là thông tin cổ vật cùng với trang bị và nhánh cây nha các bạn. Nhánh cây thì chúng ta ở trên, dưới này là cổ vật. Anna thì mang tù, Reizu mang rào trắng, Motas của chúng ta đeo mắt, Desira chúng ta đeo kèn, thổi kèn các bạn. Còn Oden chúng ta mang sách. Rồi chúng ta cùng xem trận đấu này diễn ra như thế nào nha. Reizu được boost miễn nhiễm ha các bạn. Quay sang đang đánh vào rùa, rùa bay đi chỗ khác thì Reizu đứng quay lại đánh vào con Faker, tạo rất là nhiều khiên các bạn. Còn con Oden của chúng ta đang thoải mái CC, được boost bảo kê, được boost cái rào trắng nữa nè, nên cái con bướm nhảy vào không chết. Nếu mà không có rào trắng thì khả năng con bướm nhảy vào là đi rồi nha các bạn. Ải này khó một điều đó là canh cái con bướm các bạn. Nó mà mình nhảy ảo bay vô dính cái con Oden, Oden chúng ta chết sớm là coi như chúng ta thua. Còn bây giờ các bạn thấy ha, Oden còn sống, nó giật nộ liên tục nên cái con Reizu đứng đó và tăng được, chơi được với tất cả các đám kia các bạn. Nó tạo ra rất nhiều đệ và tạo rất nhiều khiên, và khiên nổ thì gây đam kết liễu cái địch. Còn con Oden thì CC một cục, đứng yên một chỗ luôn các bạn. Còn một mình con quái đối Mezos thì không làm gì được con Oden của chúng ta, đi luôn. Quá đã ha các bạn. Rồi chúng ta đến với team tiếp theo là team của Lucretia. Thì lượng đam chủ yếu đến từ vị trí của Lucretia các bạn, gần 19 tỷ đam. Với thông tin tướng như sau thì Lucretia cho các bạn mang song kiếm. Còn hai con support đó là Helios với lại Silas thì chúng ta đeo mang tù. Hai vị tướng còn lại đó là sư với lại con Ranit thì chúng ta cho mang rào trắng. Ranit ở đây xích 30 để cho nó hố đá mấy cái con kia các bạn nha. Rồi trận đấu này vận hành như sau, Ranit sẽ đứng đây, đó các bạn đứng đầu và hố đá 3 mục tiêu. Đó là con báo thủ nè, Lyca với lại thêm con Tasi. Và khi mà con Lyca chưa tỉnh dậy thì Lyca đã bị Lucretia giết chết rồi các bạn. Tới lúc này thì Lucretia chúng ta cần 5. Khá là đơn giản đến từ vị trí của Lucretia các bạn ha. Những pha highlight Lucretia cần 5 không còn là xa lạ với chúng ta các bạn. Đã xem qua rất 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 nhiều lần rồi, nếu mà các bạn có một con cũng như là các bạn xem video trên kênh thì con này khả năng cân 5 là gần như là tuyệt đối, tất cả các map đều dùng nó cân 5 luôn. Silas boost máu, boost đam và con Helios cũng boost cho Lucretia các bạn. Ok, giờ chúng ta đến với team tiếp theo, đó là team số 3, team Thoran. Các bạn lưu ý một điều giúp mình nha, ở đây thì Thoran gây được 17,76 tỷ đam với thông tin tướng như sau. Cái con Neuro này cho vào chỉ để là mục đích là để cho nó kích thể thôi các bạn, mới cho nó kích thể xác thôi, ngoài ra thì không có tác dụng gì khác. Các bạn không cho mang đồ. Đó chỉ cần một cái cấp level 1 cũng được. Thôi, Lyca bút tóc, giáp dùng để nhảy vào CC cho kẻ địch. Ở đây thì Lyca thì chỉ mang cái này là vải liệm của Dura, vải liệm các bạn, vải liệu. Còn con Thoran các bạn cho đeo kiếm, keo thết các bạn đeo tù, cùng giáp các bạn đội mũ, các bạn cùng xem nha. Và các bạn lưu ý một điều giúp mình, đó là team này lượng đam đến từ vị trí của con Thoran. Nhưng mà có một số bạn chơi con Thoran trong giai đoạn newbie rồi các bạn lại quay sang hỏi mình, anh ơi tại sao cái con Thoran này nó dễ chết quá vậy. Tức là con Thoran này nó chưa kịp làm gì hết nó đã chết đúng không các bạn. Thì cái bộ kỹ năng của con Thoran nó liên quan tới việc nó phải chết đi mà. Do đó thì xích 20 các bạn mới bắt đầu dùng được. Tức là trong lúc nó đang vận nộ thì nó không thể bị tiêu diệt và nó có thể được hồi sinh một lần. Thì các bạn mới chơi được nha. Đó nó hồi sinh đấy các bạn. Và trong lúc nó xài cái năng nộ thì nó sẽ không bị tiêu diệt.
bạn thấy ha, một đống quái đang bu vào, nó trả lại đam nhận vào từ đám quái này và đám quái đó liền bật ngựa hết. Các bạn biết con Sket với lại cái con gấu rồi, những cái con NBC này trên map cao nó cực kỳ trâu luôn bạn, nó rất là trâu. Tuy nhiên các bạn thấy nè, một bên lao vào và đánh cái con sư, cái con Thoran không chết, ngược lại thì Thoran chỉ quật nhẹ một cái là đi. Cùng với đó là Thoran với lại keo thết lại đụng nhẹ cái con Isa đi luôn các bạn. Các bạn lưu ý ha, bộ kỹ năng của con Thoran thì dựa vào việc nó phải chết đi sống lại để nó trả đam. Do đó, nhưng mà trong cái seed của nó các bạn, seed 20, thì khi mà nó có seed, bắt đầu có seed rồi, thì khi mà nó vận nổ thì nó sẽ không bị tiêu diệt. Lúc này cái kỹ năng của con này mới xài được. Và việc chơi con Thoran là dựa vào việc nó chết đi sống lại nha. Nên trong team các bạn thấy con Thoran nó dễ chết là chuyện tất nhiên các bạn, nó phải chết sống lại mới gây đam. Ok, chúng ta đến với team Khaza, nhưng mà không phải là lần này phải là Khaza Mahira Zonrath nữa, mà chúng ta lần này chúng là Khaza The Kick, đã boost cái thời gian CC cho Leonardo Da Vinci cùng với Raikou với lại Miska và Ensama. Vâng, Ensama các bạn 14,57 tỷ đam. Vị trí của cô Ensama gây được 14,57 tỷ đam và là đám chính trong team này. Tuy nhiên không có con Raikou thì team này sẽ không win được. Rồi, thông tin tướng như sau các bạn. Khaza chúng ta mang chữ thập, Miska rào trắng, Raikou các bạn sẽ cho mang cung, Leonardo Da Vinci các bạn sẽ cho mang kèn này, thổi kèn nha, và Ensama các bạn cho mang kiếm, kiếm này nó sẽ gia tăng sát thương về cuối trận đánh các bạn. Ok, chúng ta cùng xem trận đánh này diễn ra như thế nào. Trận này là trận trai cực nhất trong cái năm team Limap lần này các bạn, tức là trận này là trận mà các bạn phải đánh đi đánh lại rất là nhiều lần mới được. Rồi, các bạn thấy con Raikou nó đang bị CC ôm nhưng mà né đồn liên tục các bạn nè, bị CC với mấy con bet của con Betgy đánh liên tục nhưng mà không, vẫn còn sống được nha. Tới lúc này cái con Leonardo đã bắt đầu thể hiện kỹ năng của mình, CC luôn qua đám rồi, Ensama giật nộ rồi Raikou bắn, Ensama lại giật nộ, cứ như vậy các bạn, tía từng bạn một, CC đã đi, Ensama lại giật nộ, bạn tiếp lại dính khung. Các bạn biết tại sao mà khi mà dính khung thì cái nộ của Ensama nó to? Các bạn cứ xem lại bộ kỹ năng của con Leonardo Da Vinci, khi mà đối phương từ trong khung tranh tỉnh lại các bạn, nó sẽ nhận thêm sát thương. Tương tự với kỹ năng là từ trong giấc mơ tỉnh lại của Taxi các bạn, thì đối phương sẽ nhận thêm sát thương, do đó thì nó mới tiêu diệt được các bạn nha. Chứ nếu mà không có thêm cái này thì những cái cú trưởng của cô Ensama nó không đủ đam để sốc đam. Thấy tầm này rồi các bạn, tầm này thì trên lực chiến quá nhiều, do đó thì những cái nộ trời giáng từ một phát chết hết từ hồi cái newbie ấy, thì giờ nó không còn đâu bạn. Các bạn thấy nè, nộ gây một ít đam mà, nhưng mà nó có giật chón cả team này, nhờ nó cứu giật này mà cái con Leonardo Da Vinci kịp thời đóng khung cả team kia lại, rồi sau đó lại tiếp tục đóng khung tiếp các bạn. Với xích 30 của Khaza thì thời gian đóng khung sẽ rất lâu, cộng với cái con bet kia nữa các bạn, cộng với con bet chuyên về khống chế nữa, nên thời gian khống chế sẽ là siêu lâu, đủ để cho con Ensama cùng với Raikou tỉ hết bên kia các bạn. Leonardo thì cứ đứng đó và đóng khung thôi. Ok, chúng ta cùng đến với cái team cuối. Team này thì combo hơi lạ các bạn ha. Chúng ta sẽ có Zonrath, Nemo, Lausan, Scarlet với lại gà. Các bạn thấy ha, gà, cái con gà người thú này về late game chúng ta dùng rất là nhiều, gà Aeron rồi đó. Nên các bạn được các bạn cứ cho vào wishlist xây sớm nha. Rồi, Zonrath sức mang thánh giá. Nemo các bạn mang cái này là chiến binh Tiber, bây giờ nó là cái tên khác rồi. Lausan với lại Scarlet cùng thổi kèn và gà các bạn sẽ cho đội mũ phù thủy. Và chúng ta cùng xem nè, lượng đam chủ yếu đến từ vị trí của con Scarlet với 4,13 tỷ đam. Tại sao cái lượng đam Scarlet ít vậy các bạn? Đó là do một phần các bạn nhìn nè, con múa lửa nè, con múa lửa nó bị dính tim từ con Nemora và nó quay sang nó quất hết vô tim của nó, các bạn thấy không? Múa lửa nó bị dính đam, dính tim từ Neo ra rồi quay sang nó đá hết vào mặt đồng minh của mình. Nhưng mà nó khác với kỹ năng của Mahira nên nó không có tính đam các bạn, nó không có tính đam dành cho cái con Nemora này. Chứ không, nếu mà lượng đam của cái con múa lửa đá vào bên kia, đúng ra nó phải tính đam cho cái con Nemora, thì các bạn mới thấy được tác dụng của con Nemora trong team này là rất lớn các bạn.
Có nó thì team mình mới win, không có là thua rồi. Đứng đứng nhìn luôn bạn ha. Mô lửa đang đứng hình luôn, bị chón, bị CC liên tục và bị dính team đến từ vị trí của Nemo ra. Không nhúc nhích được các bạn nha. Đây nó đang bị chón nè. Nó đang bị lỗi hiển thị chón rồi, đang đứng chón đó các bạn chứ không phải là nó đứng nhìn nha các bạn. Sau đó là dính team, hết chón là dính team và đi thôi. Rất đẹp các bạn, trận đánh. Trận đánh phải gọi là chuỗi combo không ngừng nghỉ, nếu mà chỉ ngừng làm một cái là team kia nó sẽ làm thịt bên mình. Rồi, cái mấu chốt của cái ải này các bạn. Để win được ải này thì trong cái lúc mà cái con múa lửa nó bị dính CC đến từ vị trí của con Nemora này, nó quay sang nó quất bên kia này, thì phải tiêu diệt được con Oscar nha. Đó các bạn thấy nó nổ một phát của Oscar gần chết rồi. Đố các bạn lượng đam ở đâu mà con Oscar nó gần chết các bạn. Đến từ vị trí cái con múa lửa này, nó nổ cái nó nổ mấy cái cục hạt mà nó dính vô người các bạn. Chúng ta cùng xem lại nha. Lượng đam chủ yếu đến từ những cái hạt của con múa lửa này, nó gài lên đồng minh của nó và nổ bùm một cái đi rất là nhiều. Này các bạn thấy nha, bé Thali bị dính hai cục và nổ cái bùm một cái là đi luôn cả đám nè các bạn ha. Thali bị dính hai cục lửa đến từ vị trí của múa lửa và nó nổ một cái là team kia coi như chết hết luôn. Đó, đó thì qua đó thì các bạn mới thấy cái tác dụng của con Nemora trong team này rất là to. Tuy nhiên nó không tính vào đam cho Nemora này, chỉ có 12,85 triệu đam, nhưng thực sự cái vai trò của nó là rất lớn. Lượng đam chứ đến từ không phải trên 10 tỷ các bạn. Tụi kia nó tự quay sang đánh nhau tính ra không phải hơn 10 tỷ đam bạn nha. Ok, và vừa rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn 5 team để chúng ta vượt ải 44.32. Toàn team xịn sò các bạn. Các bạn cứ xây theo những cái con tướng, xây tướng dựa vào những team này là được nha. À, các bạn xây những con tướng dựa trên 4-5 team mà mình đã show cho các bạn xem thì chúng ta sẽ up từ từ các bạn. Sau này về late game các bạn cũng không sợ nó phế, chúng ta còn dùng được rất là nhiều trường hợp. Rồi mình sẽ tiếp tục try lên cái ải tiếp theo rồi mình up video cho các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn lấy hay thì hãy cho mình một like, subscribe và các bạn hãy nhấn vào chuông thông báo để kịp thời xem các video mới nhất của mình nha các bạn. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Bye bye.